Thưa bà con nông dân và các bạn xem đài thương mến, từ nhiều năm qua, mô hình dưỡng ao chuồng đã xuất hiện ở mọi nơi và ngày càng có nhiều trang trại dưỡng ao chuồng có diện tích rộng hơn, quy mô hơn, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Ở huyện Hòa Thành, địa phương chưa phải là diện tích đất nông nghiệp cao nhất, nhưng đã xuất hiện nhiều trang trại quy mô vừa và nhỏ, đạt năng suất. Các biệt có một số trang trại được hình thành từ những khu vực đất đai càng cõi hoặc ao tù quan quá, nhưng hiệu quả kinh tế không kém bất cứ dùng đất màu mỡ nào. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu bài phản ánh dâng lên trên dùng quen quá. Trường Hòa, một xã nông thôn huyện Hòa Thành, có hơn 80% người dân sống bằng nghề nông. Đất nông nghiệp ở vùng này ngày nay có khuynh hướng dần canh tác vườn cây ăn quả. Địa hình đất đai xã Trường Hòa tương đối bằng phẳng, Tuy nhiên ở một số khu vực, đất nông nghiệp cũng có địa hình thấp trũng, ngập úng về mùa mưa, khô cằn trong suốt mùa nắng hạn. Trong đó có khu vực ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa. Nhiều năm trước đây, khi hệ thống tưới tiêu chưa có, khu vực ấp Trường Xuân còn nhiều diện tích rừng chồi, đất trảng ngập úng, không canh tác được bất cứ loại cây trồng nào. Chỉ có vài loài như bông súng, kèo nèo có thể sống được. Năm 1979, gia đình anh Nguyễn Hồng Thanh vào khu vực trảng mới ấp Trường Xuân khai quang dở đất. Lúc đầu chỉ khai khẩn được 0,5 hectare đất trồng mì, trồng rau màu, nhưng năng suất cây trồng rất thấp. Cũng như các vùng phụ cận, diện tích đất nhà anh Thanh chưa canh tác được các loại cây nông nghiệp thông thường do địa hình không bằng phẳng. Gia đình anh phải ra công cải tạo dần mới canh tác được cây lúa một vụ. Từ năm 1986, khu vực này có nước kênh từ thủy lợi dầu tiếng, nhiều hộ canh tác cây lúa, nhưng mùa màng thất bát, riêng gia đình anh Thanh nhiều vụ lỗ vốn lại bỏ đất hoang. Đến năm 1992, gia đình anh trở lại tiếp tục khôi phục mảnh đất này, dần dần trồng được cây nhãn, cây chanh và hôm nay trong trang trại này lại có thêm cây bưởi da xanh. Sau gần chục năm lam lũ và tích lũy, gia đình anh mua dần thêm nhiều diện tích đất liền kề tiếp tục vừa canh tác vừa cải tạo đất, mở rộng diện tích trồng nhiều loại cây ăn quả. Nơi nào ngập sâu, anh đào ao thả cá. Dần dần cả khu vực lòng trảng Trường Xuân đã định hình thành khu vườn cây ao cá khá quy mô. À, đất ở đây hồi trước thì khai quang còn rừng trồi. Rồi mới khai quang rồi lập nghiệp, rồi sống ở đây luôn. Rồi khai quang xong rồi là mà trồng mì mì đó đất bạc màu lắm trồng mì lên không nổi rồi trồng cũng hai ba năm rồi lỗ không lỗ không rồi bắt đầu mới bỏ bỏ thời gian đi làm hồ làm hồ thời gian rồi mới về mới cải tạo đất lợi lúc mà có nước kinh rồi mới cải tạo đất lợi rồi mới xả lúa xả lúa xả đậu rồi trong cái thời gian đó cũng thiếu vốn hụt vốn đi hồi trước thì xuống đây chỉ có năm công đất à rồi bắt đầu năm 2003 bắt đầu mới làm ăn được rồi xả lúa rồi tỉa đậu mấy năm đó đậu trúng lắm ngon lắm rồi làm cũng té lãi ra rồi nhờ mình cần cù tiết kiệm đó rồi mới sang lần 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 thêm rồi làm mấy mới dây ngân hàng mới mua đất thêm rồi hiện tại hiện tại bây giờ thì được hai hai mẫu hai đất rồi qua một thời gian canh tác thấy cây lúa với cây đậu nó không còn phát triển không không còn lợi nhiều nữa bắt đầu chuyển qua nhãn bây giờ chủ lực là nhãn rồi trong đó xen chanh vô xen chanh rồi xen bưởi vô Cái đó là chanh với bưởi mình sống hàng ngày còn chủ lực là nhãn với bò rồi nuôi bò cắt cụm thì năm hai vậy mình để cho nó lớn mình bán có số tiền lớn rồi cá cũng như mình sống hàng ngày thôi chanh với cá mà bưởi đó cũng như mình sống hàng ngày có hàng ngày mình sống còn cái dư là chủ lực là nhãn có sẵn sự sáng tạo cần lao anh thành đã linh động áp dụng kỹ thuật cải tạo đất quan hóa thành khu vực vườn cây xanh mướt mà trước đó chưa ai từng thực hiện trên mảnh đất này chưa dừng lại ở việc tăng thêm số cây nhãn chanh bưởi anh còn rất lành nghề chiếc cành ươm giống các loại cây ăn quả, tự tài chiết từ thân cây mẹ các loại cây trong vườn nhà anh. Sau gần 2 tháng khi ra rễ cho vào bầu, anh có đủ số cây giống khỏe mạnh cung cấp cho bà con gần xa với giá từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng, tùy theo từng loại cây. Từ lâu, trang trại nhà anh là nơi cung cấp giống cây ăn quả như nhãn, chanh, bưởi. Chỉ riêng khoản thu này, hàng năm anh đã có vài chục triệu đồng. Từ năm 2003, anh được xuất gia vốn từ ngân hàng nông nghiệp để nuôi bò sinh sản. Anh Thành sử dụng vốn đúng mục đích. Hàng năm, trại bò nhà anh đều có thêm bê con ra đời. Có lúc, anh sở hữu gần chục con bò thịt và bò sinh sản. Nguồn thu từ chăn nuôi bò bình quân 60 triệu đồng mỗi năm. Dược khó dương lên làm giàu thì có hộ của ông Nguyễn Hồng Thanh. Là từ đó hồi xưa khai khẳng trong cái vùng trạm mới này là rất khó khăn từ đường tròi làm ăn qua nhiều năm bị thất bại và học hỏi rút kinh nghiệm từ tham gia các chương trình và sự hỗ trợ của hội nông dân đã đã học hỏi tên kinh nghiệm là đã sản xuất có hiệu quả và tích lũy mở rộng được diện tích sản xuất từ lúc đầu khoảng chừng 0,5 hecta bây giờ là đã lên 2,2 hecta và được gia vốn từ ngân hàng để cho mua một con bò bên đến bây hiện tại bây giờ là được 8 con. Chỉ từ năm công đất quan quả trước đây, hiện nay anh Thanh đã có 2,3 hecta trang trại. Anh Thanh còn tổ chức sắp xếp lại Cá ao cá, Gồm các loại cá rô phi, mè qua, mè trắng và dần. Mỗi năm thu nhập từ cá thêm vài mươi triệu đồng. Đặc biệt, trang trại nhà anh Thanh vừa được Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh chọn là điểm trình diễn nuôi cá thác lát cường. Theo đó, trung tâm khuyến nông sẽ đầu tư cho anh Thanh 6.000 con cá thác lát giống và 30% chi phí thức ăn cho cá. Phần còn lại là vốn từ gia đình nhà anh. Hiện tại, ao vèo nhà anh đang sẵn sàng chờ nhận cá giống về nuôi. Nhiều hộ bà con quanh dùng cho rằng, nhờ có sẵn tính siêng năng, anh Thanh mạnh dạn đầu tư mở rộng trang trại trên vùng đất hoang khó canh tác. Sau khi đổ rất nhiều mồ hôi công sức nhưng đối với anh thành sự thành công chủ yếu do tính cần cầu sáng tạo tất nhiên phải học hỏi kinh nghiệm từ nhiều người và mạnh dạng áp dụng kỹ thuật mới vào canh tác sản xuất chăn nuôi đất không phụ lòng người và sự thành công sẽ sớm đến với những ai chịu thương chịu khó trên mảnh đất gắn bó với mình bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến Chương trình nông dân nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.